xe tải cố chấp đi qua gầm cầu Hoàng Hoa Thám, đường Hoàng Sa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, tông sập khung giới hạn tại đây. Theo thông tin từ người dân, khoảng 10 giờ ngày 25 tháng 10, một xe tải cố gắng chạy qua gầm cầu Hoàng Hoa Thám, phường Tân Định, quận 1 thì tông sập khung giới hạn tại cầu này. Xe tải do một nam tài xế cầm lái có phần thùng xe cao hơn khung giới hạn 2,3 m, khi đi qua đã kéo sập khung và kẹt tại gầm cầu. Cú va chạm khiến phần thùng xe chảy xước nặng, khung giới hạn cong móp rời khỏi chân. Vụ tai nạn khiến giao thông khu vực đường Hoàng Sa bị tê liệt, người dân phải chọn lối khác để né hiện trường vụ tai nạn. Rất may vụ va chạm không gây thiệt hại cho tài xế và người đi đường. Tới khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo và tiến hành xử lý hiện trường tránh gây ùn tắc giao thông.